Thời tiết đầu đông se lạnh, nhưng không khí làm việc tại nhà lớn lúc này lại đang rất nóng. Tất cả dường như dành hết 100% năng lượng để chuẩn bị cho một sự kiện siêu to sắp tới. Đó là đại lễ kính mừng 765 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này, trước đó nhiều ngày, Sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng đã có buổi họp với các ban trong chùa. Tại đây, các Phật tử đã báo cáo những công việc đang được phân công, chịu trách nhiệm để bạch thỉnh Sư phụ chỉ dạy. Buổi họp diễn ra trong không khí hòa hợp, với mong muốn chương trình được lan tỏa rộng khắp, tuyên dương những giá trị từ bi, trí tuệ cao đẹp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông khi Ngài trên ngai vàng trị vì đất nước và sau khi xuất gia, sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Vâng theo sự chỉ dạy của sư phụ, cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng cũng đã lên kế hoạch triển khai toàn bộ công tác chuẩn bị cho các chương trình. Trong thời gian chuẩn bị cho đại lễ tiếp theo, sư phụ cùng Chư Tăng, cô chủ nhiệm dù đều có chuyến hoằng pháp tại Đài Loan, Myanmar, nhưng vẫn theo sát chỉ đạo, hướng dẫn từ xa để các ban, bộ phận ở chùa triển khai công việc. Chỉ còn một tuần nữa thôi, chương trình sẽ chính thức diễn ra, khối lượng công việc còn rất nhiều, nên các cư sĩ, Phật tử ở chùa đang gấp rút triển khai. Quý Phật tử nếu có thời gian hãy về nhà lớn để cùng tham gia phụng sự, góp sức chào mừng sự kiện đặc biệt này nhé!